Thôi. Không qua hả? Mắt là ra không ngủ hả? Bố không ngủ hả? Bố bà ơi, bố bà ơi, nhìn nè. Mấy giờ? Sữa này hết rồi, nhớ pha xong ra uống không hết rồi. Có người bạn, người fan hâm mộ quyên góp cho cái hộp sữa này mà không biết uống được không. Hộp sữa Enfamama dành cho người mẹ và cho con bú, tốt cho sức khỏe mà không biết uống được không. Nam, tôi nghĩ là rất là tốt cho cả em bé, nên là cho em bé hay không và có tác dụng gì không thì nếu mà bạn nào mà làm bên ngành y hay gì đó, thì có gì giúp cho mình một cái comment đi để mình biết được là đúng hay sai cho em bé uống mà. Nghĩ chắc là uống được. Bé bóp cho chú ơi Phú.
Đó, bố biết tự uống rồi nè các bạn. Tự cầm bình rồi đó. Tự cầm bình uống rồi đó. Đó, thế. Giờ này uống như thế nào các bạn? Đó, uống hết một bình này và vẫn có thèm nữa nè. Đó, uống hết một bình mà vẫn có thèm đó. Đây nè, đây nè. Giờ uống hết một bình mà vẫn có thèm. Đây là cho uống thì nhiều bữa, chứ không phải là một bữa cho uống cho no hết. Rồi, 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 rồi. Tí cho uống tiếp. Thôi, tí cho uống tiếp nha. Nha. Chưa ạ?